Em Hoàng Hoa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính cũng như là yêu đồ si trên kênh của em Hoàng nhé. Hôm nay em Hoàng lại tiếp tục có những cái sản phẩm đẹp để về phục vụ anh em. Chiếc đầu tiên là một chiếc clut cầm tay 2 nhíp. Chiếc này thì còn túi nha anh em nhé. Còn túi này. Và chiếc này nó có màu là màu cà phê. Em đo về cái size của nó 27. Cao của nó là 17. Và đáy của nó là 10 anh em nhé. 27. Cao của nó 17 và đáy của nó là 10. Màu nâu cà phê rất sạch và đẹp. Và em thỉnh thoảng về được những cái dòng 2 nhíp như thế này rất ít, vì nó là một trong những cái size để cho anh em đựng nhiều. Đây em mở cho anh em xem nhé. Hai bên, hai ngăn này. Em phải để những cái này vào đây để cho nó khỏi bị vỡ form khi mà vận chuyển bên nhà ship này. Và bản này được làm tại Pháp nha anh em nhé. Made in France. Clut thì thường là nó sẽ làm bản Pháp và bản Tây Ban Nha. Đây nha. Còn 98%. Dòng 2 nhíp này là một trong những cái dòng em vẫn thường nói là vô địch để đựng đồ này. Vài cái kính, vài cái điện thoại, thậm chí là cả tẩu, thuốc, hộp thuốc anh em đều có thể để được vào trong này. Vì nó là một trong những size lớn mà. Size này thì thực sự ra là lên cái nào là hết cái đấy, bởi vì đại đa số anh em thích những cái dòng này và cái dòng clut vuông. Vì em bán khá nhiều. Thường là những cái bản nào mà anh em thích và sử dụng nhiều nhất thì em hoàn thường sẽ mang về để giới thiệu cùng anh em. Vì những cái bản mà nó còn 98% như thế này. 98% là gì? Tất cả trên mặt da này không hề có bị xước nha anh em nhé. Đấy, và cái răng khóa này này, cái củ khóa này ta không quan trọng. Cái củ khóa này khi mà để mà nói là hỏng thì gần như là không có. Nhưng mà cái răng này anh em này, anh em để ý cái răng này nó phải mượt như thế này nhé. Thì khi chúng ta kéo ra kéo vào thế này thì nó rất là mượt. Đấy, nó không bị mòn này. Tất cả các cái răng khóa này, anh em nhìn này, nó phải đều. Đấy, còn những cái cầm tay này, có những cái ví dụ như là nó xước mờ hoặc là nó thôi cái lớp bọc bạch hoặc là bạc đúc ra, mà trong này nó là đồng thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng cái dây khóa này nó mới là dây quan trọng này, vì cái dây khóa này là nó là cái dây làm việc. Còn cái này thì gần như nó không bao giờ hỏng, chưa bao giờ em gặp cái này nó hỏng. Cái củ khóa này chỉ có cái dây khóa này kéo đi kéo lại tầm khoảng 10-15 năm nó mòn, nhưng mà để mà nó mòn được thì bởi vì nó bạc mà nó trơn lắm, không thể mòn được. Chỉ có sắt tây thì nó mới mòn thôi, chứ còn cái bạc này nó trượt rất là trơn, nó làm cho cái dây khóa này khi kéo ra kéo vào nó rất là mượt, không bị rắc. Cái này mã 64 nha anh em nhé. Mã 64 đây, anh em xem lại một lượt nữa. Bản Pháp rất đẹp, 98%. Anh em nhìn các cái góc cạnh này đấy. Chúng ta xem đồ thì em thường là em sẽ tuyển những cái góc này. Nếu như cái góc này bị xuất ra thì nó lại là cái đồ cũ, không thể nói rằng đánh giá phần trăm cao được. Đấy, nhưng mà cái góc này nó còn nguyên này. Những cái góc anh em nhìn những cái góc như 4 cái góc này. Clut hoặc là những cái bản mà chúng ta mua đồ, chúng ta túi chéo, chúng ta có nhìn 4 cái góc này. Nó không xuất không rách ra nào, nó rất là tuyệt vời vì nó dùng ít. Và cái đáy này người ta để nhiều hay ít nó ở đáy đây. Nó bị chợt ra ngay. Nhưng anh em nhìn những cái đáy nó còn mượt như này nhá. 15 25 không là cái gì luôn. Anh em cứ xem những cái mã sản phẩm này mà em đọc cái mã bao nhiêu và ở video ngày nào thì anh em báo cho em nhé. Chiếc này có giá là 25 triệu này. Một chiếc clut cầm tay. Đây, nó là một cái dòng có thể nói rằng, em vẫn thường nói rằng cái dòng này nó là một trong những dòng thần thánh mà anh em hay dùng. Ngăn ngoài cùng này, bản Pháp nha anh em nhé. Bản Pháp này 99%. Trong này có một ngăn này, một ngăn kéo khóa là hai ngăn này, ngăn bên cạnh này là ba này, và một ngăn chính này là bốn này, và ngăn ngoài cùng này nữa là năm. Dòng khóa đuôi cá. Cái sản phẩm này là một trong cái sản phẩm mà có thể nói rằng bất kỳ anh em nào cũng rất thích cái sản phẩm này, vì nó rất là xinh và gọn để cho chúng ta cầm. Và cái bản này nó là bản 25 và 20 và 6 đáy, nó giống nhau. Vì cái bản này anh em biết, nếu xem trên video của em Hoàng ấy, thì thỉnh thoảng em lại có 1 đến 2 bản này. Như lần trước ấy, có 2 bản thì một anh người ở Quảng Ninh, hình như ở Quảng Ninh ấy, mới lại một anh ở như là Thanh Hóa hay Nghệ An, em không nhớ, là lấy hai chiếc này. Cái này thì nó chỉ còn túi thôi nha anh em nhé, không còn hộp. Còn nếu như các bác thích hộp thì bảo em hoặc là em sẽ đóng cho một cái hộp em tặng bên ngoài, không tính tiền. Nhưng không phải hộp của đó nhé, vì tất cả những cái hộp này mà khi chuyển về thì anh em biết rồi, nó sẽ rất là tốn cước, cho nên chứng vì như thế là gần như không có hộp đâu. Ít khi mà có được còn được hộp zin theo của nó đó. Còn nếu mà hàng hộp ngoài thì em thường em sẽ đặt hộp ngoài.
Hộp ngoài thì là thường những hộp á thôi, để cho anh em cầm hoặc cất đi cho nó lịch sự thôi. Cái này của nó là 31 triệu nha anh em nhé. Lúc cầm tay 31 triệu. Mã của nó là mã 124 100 125. 31 triệu nha anh em nhé. Một chiếc Clut cầm tay, có thể nói rằng cái bản dập vân chìm da dê của LV, thì cái bản Clut rộng, đây gọi là Clut rộng, hay còn có những anh em gọi là móng ngựa. Bản này bản khóa đuôi cá nha anh em nhé. Và bản này thì nó còn một cái lọt ở trong này còn nguyên, để cho anh em đựng và chiên ăn, và chúng ta có thể nhấc ra ngoài để dặn được một găng này. Toàn bộ đây là các cái ngăn dắt thẻ này. Và đây bản Pháp nha anh em nhé. Đây 98%. Mã này là mã 264. Hai mươi lăm triệu bản này nha anh em nhé. Size của nó là size 27, chiều cao là 20 và đáy là 6. Nói chung là đẹp, không có bất kỳ xước sát ở đâu nha anh em nhé. Đây anh em nhìn này, em đưa cách camera chỉ có 10 phân 12 phân đấy. Em quay bằng điện thoại, chứ còn anh em mà nhìn cái bản này bên ngoài thì nó đẹp lắm. Những cái sản phẩm trên kênh của em là em toàn quay bằng điện thoại thôi. Này rảnh rảnh thì em lên giao lưu cùng anh em thôi. Còn bình thường thì em có những sản phẩm mà vội vội mà không kịp đưa lên video thì em đưa lên cộng đồng để anh em cũng xem, hoặc là đại đa số thì có những bác là gọi trên điện thoại cho em nó nhiều, để em gửi hình trực tiếp cho là xong thôi. Một chiếc của nhà Husi, chiếc này thì còn túi mới 98%. Đợt lâu thì em cũng về được một chiếc này, nhưng mà cái quai của nó to, còn cái này nó là quai da dê thì nó là quai nhỏ nha anh em nhé. Đây da dê nó mềm này, còn da ngựa thì nó sẽ làm to, mặc đúc nguyên khối, và cái cạnh này của nó cũng làm bằng da dê luôn. Đấy, nó có những cái bản là da dê, có những cái bản là da ngựa. Trong đây là chính này. Đây, to rộng, bác nào thích to rộng thì ở chỗ này. 98%. Bản này là bản 83, mã 83, giá 19 triệu. Cái này chỉ còn nguyên túi nha anh em nhé. Size của nó 27, cao 20 và đáy là 6. Anh em nhìn các cái sườn này, em đưa như thế này để anh em nhìn đấy. Những cái sườn này nó sẽ rất là dễ. Đấy, còn các cái mặt này thì không lo. Mặt này thì đại đa số là nó gần như là chống sức hoàn toàn. Cái size này là một trong những cái size mà unisex nam nữ, cao tuổi hay thấp tuổi, thanh niên đều có thể sử dụng được cái size này. Và cái màu này nha anh em nhé, nó sạch. Em về đây, một đôi giày của nhà Louis Vuitton. Cái này thì nó còn hộp này, hộp xịn này, và còn cả túi xịn nữa luôn. Mới 99%. Thường là cái này chỉ có đặt xuống dưới đất xong nhấc lên. Đây anh em nhìn, không có tí mòn này. Logo không hề xước, bạc đúc nguyên khối đẹp, tất cả các chi tiết, tất cả các góc cạnh. Nếu mà họ đi rồi thì nhìn cái này mòn biết ngay này. Cái răng này nó không toàn thì nó mòn hết, là họ đi rồi. 99%, còn hộp còn túi. Size con này là size 42 nha anh em nhé. Size 42, 99%. Những cái sản phẩm này nếu như mà anh em mà mua không phải xin nước như của em ấy, mà anh em mua mới cứng đập hộp ấy, thì phải gấp rưỡi giá của em sắp nói ra cho anh em xem nhé. Cho nên chúng ta rẻ được hơn một nửa nha anh em nhé. Mã chiếc này là mã đuôi này là mã 86 nha anh em nhé. Mã 86, mã 86. Mươi lăm triệu đôi này nhá. Nếu mà anh em mua bỏ ra cái này là 99% rồi, nhưng anh em mà mua mới tinh ấy, mà từ bên kia mà còn cái thẻ tác cứng ấy, thì về đến Việt Nam thì yên tâm rằng là nó sẽ gấp rưỡi cái giá của em hoàn.
Thế thì anh em nhìn, nếu mà dây nó đi rồi ấy, thì cái những cái chữ này này, dòng chữ này, này nó sẽ một thời gian sau nó sẽ bị mờ, bị mồ hôi và tất nó xiết vào. Đấy, nó là in, đây nó là in, thực ra nó là in dập in một lớp vàng nhũ nha anh em nhé. Và ở giữa này này, cái giữa dòng chữ này thì không bao giờ mờ được, nó là dập sống của da. Nó là một trong những thương hiệu dập sống như trên của Hermès thì vĩnh cửu không bao giờ có thể mòn được. Đấy, đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể nói rằng hàng hiệu nó giá trị ở như vậy, và nó hoàn toàn là thủ công khâu tay nha anh em nhé. Đã là thủ công khâu tay thì anh em biết rồi. Đây em xem một lượt nữa. Đấy, các cái gót này nhá, khi họ đi mà họ trống hoặc là họ tì thì nó sẽ xước, nhưng mà đây còn 99%. Thì anh em yên tâm là nó đét đẹp luôn. Em Hoàng có mấy sản phẩm về giới thiệu của anh em ưng được mã nào thì alo cho em Hoàng nhé. Có những cái sản phẩm ví dụ như đồng hồ hoặc là những cái sản phẩm mới mà em có kịp update trên video thì em sẽ đưa lên trang cộng đồng, anh em xem ở trên đó. Và ưng mã nào thì alo cho em Hoàng nhé. Em Hoàng chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc.